Rồi, vừa mới về tới mùa lý à? Thôi mẹ, con mới đi học về. Đầu tiên là phải thưa chứ đúng không? Ngoại à, ngoại xe cổ. Mua bánh cho ngoại kìa. Rồi, mùa mới đi học về mua bánh cho ngoại. Ở phần của cậu ba đâu? Cậu ba nghe mua bánh, cậu ba chạy ra kiểm tra. Thưa cậu ba chưa? Cái này của cậu ba hả? À, còn cái đó của ai? Của anh hai. Của anh hai. Mỗi ăn cá viên. Mỗi ăn cá viên chi. Trời ơi, Dục bỏ cái nón ở đây nè. Thưa anh hai, em mới đi học về. Đâu rồi? Mở đèn lên, cậu ba ơi. Ơi anh hai. Anh hai cười, anh hai biết có bánh ăn, anh hai cười nè thôi. Anh hai bánh tráng nè, có mỗi thứ trứng cút chiên cho anh hai. Nóng hả con? Trời ơi, anh hai ra tới. Anh hai tới. Trời ơi, rồi, hai anh em thưởng thức đi. Cậu ba cũng thưởng thức luôn. Mão xuống thưởng thức luôn. Rồi, bye bye ba cậu cháu nha. Bye. Tạm biệt. Này muốn đi học về quá. Ngày nào muội cũng mua hết á. Sáng ngày bỏ đây đi. Sao muội? Nóng hơn gì vậy? Trời ơi, mới chiên xong còn nóng. Nóng mà ngon. Nóng mà nó kiểu lạ lắm. Nóng kiểu nào? Nóng mà nó kiểu đặc lạ Bình Dương lắm. Đâu là Bình Dương. Đưa que cho cậu ba. Rồi bye bye nha. Cậu ba biết bạn gì nè. Ăn phô mai viên. Mã con máy bay.